Cảm ơn Ngọc. Anh ơi, em đi công chuyện nha. Chắc cũng khoảng 2 tiếng em mới về. Anh ở nhà đó, có việc gì cần thì gọi điện thoại cho em. Em chạy về liền nha. Anh Thảo, xin lỗi làm phiền anh. Bởi vì tôi để chồng tôi ở nhà một mình tôi không yên tâm. Anh đợi tôi về rồi anh về nha. Rồi, anh biết rồi, cứ đi làm đi. Nè, cái gì? Có chuyện gì cần thì gọi điện cho em nghe chưa? Anh biết rồi, tôi đi làm nè, đi trễ. Còn đồ để trên lầu anh đừng có lên lấy, để em lấy anh xếp lại nha. Rồi em sẵn, anh dặn gì đó mà nhớ nha. Trời ơi, ba làm như tôi nít 2-3 tuổi. Đừng quan tâm nữa, không phải rồi. Ông thấy vợ tôi sao? Sao là sao ba? Đi làm gì đâu á, là cứ đi sớm, về trễ. Mà ngay cả ngày chủ nhật là ngày nghỉ, mà cũng tranh thủ vô công ty nữa. Không biết làm gì, tôi thấy lạ không? Ông coi lại mình đi. Tôi sao? Ông làm chồng mà không có việc làm mấy tháng nay rồi. Kinh tế gia đình ông á, một tay dung lo hết. Thì cổ đi sớm về khuya làm tăng ca trong những cái ngày nghỉ thì tải đầu chứ sao? Sao không biết tôi không kiếm việc làm? Tại việc làm nó chưa chịu tìm tôi thôi. Tôi lợi các công ty tôi chỉ xin thôi. Giờ tôi cho tôi vô làm giám đốc đi. Không chỗ nào nhận. Hỏi ông giận sao ông xin làm giám đốc chi ít vậy? Chứ làm gì? Xin làm chủ tịch hội đồng quản trị đi. Ủa có hả? Ở đâu vậy? Ở chùa Bà. Ông lãng không cản ông chắc đưa tôi ra Bình Hưng Hòa luôn á. Vậy cũng nói được. Thiệt mà còn kén gì? Kén cái gì? Cái gì? Tôi nói là nói vợ tôi kìa. Tôi nói thiệt. Tôi không có tính vợ. Làm tôi nghi nè. Chắc cái điều này ra ngoài có ai nè, quen ai rồi bắt đầu tôi đi tôi tiếp rồi. Trời ơi, tôi nói là Dung không phải là người như vậy đâu. Ông đừng có nghi quan mà tội cho cổ. Mình nghi bạn rồi đó. Gì nữa đây? Bạn sao nói chuyện với vợ mình mà cứ một hai là Dung này Dung nọ không vậy? Hả? Chứ kêu bằng cái gì? Hồi đó cái thời học đại học là ông khóa vợ tôi đúng không? Chuyện nó xưa lắc xưa lơ rồi. Tôi không còn nghĩ gì về Dung hết đó. Ông không có ý gì với vợ tôi hết? Không. Không là tôi tạo điều kiện cho ông cua vợ tôi được không? Gì vậy ông? Ông uống lộn thuốc hả? Thuốc gì uống? Lộn gì đây? Có nghĩa là giờ vậy. Ông giúp tôi cái ông giả bộ ông nhắn tin ông cua vợ tôi. Nếu mà bà nhắn bất cứ một cái tin nhắn gì mà trả lời ông này cái nọ, ông giữ những cái tin đó cho tôi để tôi làm bằng chứng tôi làm việc với bà. Ông coi lại ông đi. Sao? Năm nay nhiều tuổi rồi bày trò con nít làm ba cái vụ đó kỳ cục. Ủa? Dính giá ngày đâu tự nhiên hỏi giấy khai sinh tôi chi? Bây giờ quan trọng là ông có giúp tôi không? Không. Ông giúp tôi không? Không. Nếu ông không giúp tôi, ông vẫn còn phái vợ tôi. Ông giúp không? Ông không giúp có nghĩa là ông vẫn còn mê vợ tôi. Ông giúp không? Ông không giúp, ông vẫn còn nghĩa là ông muốn. Rồi, được rồi. Đừng để tôi phải nói nặng. Tôi giúp cho một lần. Phải vậy. Đưa điện thoại đây. Không lẽ giờ tôi lấy điện thoại tôi nhắn. Đúng. Còn là những lời mà gió trăng ông chích không? Ủa, ông bướm không? Còn gì để chối cãi tôi nữa hả? Không được rồi, bây giờ phải ba mặt một lời để con trả lời sao? Em ơi, em. Dạ. Em vô đây anh có chuyện muốn nói với em nè. Ngồi xuống đi. Ủa anh, có chuyện gì vậy? Em có chuyện gì giấu anh đúng không? Không. Là anh có chuyện gì mà giấu anh? Nếu không giấu anh tại sao mà lúc này em đi làm mà cứ lúc nào cũng đi sớm về khuya là sao? Hả? Mà thậm chí cái ngày chủ nhật ngày nghỉ em cũng đi làm là sao? Thì em tăng ca để kinh tế gia đình mình ổn định. Từ ngày mà thất nghiệp tới giờ đó em phải vất vả. Em còn tính giấu anh cái chuyện này tới chừng nào nữa? Còn chuyện nếu gì? Mà thật sự anh không có bằng chứng trong tay thì chắc là em giấu anh luôn đúng không? Anh nói cái gì mà em không hiểu? Để đây cho anh coi. Đây, không phải nhắn tin qua lại với ông Thảo của anh đúng không? Ở đâu mà anh lại có những tin nhắn này? Em không cần biết chuyện. Không phải là em với ông là hai người là đúng không? Anh không tin vợ anh hả? Không phải em tin, nhưng mà giờ tin nhắn vậy làm sao em kêu anh tin là tin chỗ nào? Em biết chắc chắn là sẽ có ngày anh sẽ chịu không nổi và anh sẽ làm lớn chuyện. Tất nhiên rồi, vợ mình vậy làm sao mình chịu nổi? Có thằng chồng nào chịu để cho vợ cấm? Một, hai, con trội sáu cái sừng luôn em. Anh yên tâm đi. Bây giờ sừng nào mà lú ra trên đầu anh á là em bẻ cái sừng đó cho anh. Anh đừng có nhìn em. Được rồi, hôm nay em sẽ ba mặt một lời. Anh thử lòng em. Anh nhờ anh Thảo đó bày ra cái trò tin nhắn để tán tỉnh em. Thật sự á, lúc đầu em thấy anh Thảo nhắn tin cho em những lời tán tỉnh vậy thì em cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cho nên
em mới tạo cái tài khoản riêng, rồi em nhắn tin, em hỏi anh Thảo, hỏi qua hỏi lại thì cuối cùng anh Thảo khai thật sự là anh nhờ anh Thảo thử lòng em, anh coi thường em quá, em là vợ của anh mà. Tại vì anh muốn thử lòng em thôi, tại anh thấy em đi làm lúc này nó thất thường quá. Thì thà anh nói thẳng với em đi, anh thấy không, em đâu có làm gì sai trái đâu, vợ chồng với nhau mà anh không tin tưởng em thì sao chứ. Em thấy chuyện này á là có cái chuyện gì đây, cho nên em mới biểu anh Thảo á tiếp tục nhắn tin qua lại để cho anh xin nghi, mới xảy ra chuyện ngày hôm nay và ba mặt một lời để giải quyết chuyện này. Thôi nếu mà em nói vậy anh hiểu sự việc rồi. Mà cũng may cho anh đó. Sao? May cho anh là em thương anh thật. Chứ nếu không mà anh thả em cho anh Thảo kiểu đó hả, là anh mất vợ đi chơi đó. Trời ơi, anh nghĩ em đâu có nỗi háo sắc dữ vậy. Trời, ai biết được anh. Thấy là Dung nói đúng á. Sao? Ông nhìn lại mình đi. Nhìn hoài. Lớn rồi không? Bày đặt ba cái trò thử thách gì á, xúc phạm lắm không biết không? Thì nói chung thì tôi cũng muốn thử lòng vợ tôi thôi. Nhờ vậy tôi mới biết là vợ tôi yêu thương tôi vậy. Tôi cũng phải cảm ơn ông, nhờ ông giúp tôi. Đúng không? Thôi thẳng dịp này anh cũng xin lỗi em. Thật sự cũng có phần lỗi của anh đó, không tin tưởng và tôn trọng vợ. Hết thử lòng vợ chưa? Hết rồi.